Xe đạp thể thao Vít Chú Công xin chào các anh chị. Trong video này, shop nên đủ màu siêu phẩm mua xe đạp Đức Sava X3 Plus giới thiệu và bán tới anh chị. Siêu phẩm mua Sava X3 Plus hiện đang có 4 màu. Đầu tiên đó là màu vàng đen. Màu thứ hai là màu ghi đỏ. Màu thứ ba là màu trắng xanh. Và màu thứ tư đây là bảng đặc biệt Sava X3 Plus xanh đổi màu. Có cấu hình siêu vip, đó là sử dụng full carbon, không cản cọc yên tay lái bằng carbon và sử dụng full loop Shimano Ultera R8000. Tay đề số gạt đĩa, gạt nít, đuôi đĩa, lip, phanh trước phanh sau Shimano Ultera R8000. Và trong phân khúc giá trên 40 triệu thì Sava X3 Plus là sự lựa chọn số 1, sự lựa chọn hàng đầu cho dòng xe cao cấp tầm giá trên 40 triệu. Sava X3 Plus hiện đang có 3 size: size 47, size 50 và size 52. Và từng màu sắc shop xe làm review giới thiệu chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị xem màu đó, anh chị vừa xe nào, anh chị mua xe đó từ shop xe đạp thể thao Vichocom. Rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xin vào mua Sava X3 Plus, đây là màu vàng đen, rất đẳng cấp, nổi bật và sang chảnh. Sava, thương hiệu xe đạp thể thao của Đức, đang dẫn đầu về dòng xe đạp thể thao carbon, có thể nói là vua trong phân khúc giá từ 20 đến 60 triệu đồng. Và Sava X3 Plus đang chiếm giữ vị trí số 1 ở phân khúc giá trên 40 triệu. Hãng Sava sử dụng sợi carbon cao cấp trên dây chuyền công nghệ của Đức Innovation Technology, thiết kế do các kỹ sư người Đức, sản xuất trên dây chuyền của Đức. Carbon cao cấp, công nghệ Đức, bảo hành dài hạn với khung sườn lên tới 5 năm, tức là 60 tháng. Và toàn bộ xe thiết kế theo khí động học, rất đẳng cấp và tinh tế. Chiếc phuộc thiết kế theo dạng giọt nước và các đường nét rất tinh tế và đẳng cấp. Tay lái bằng carbon, tay lái dẹp dạng cánh. Phô tăng bằng hợp kim nhôm của hãng Cotu. Cáp âm trong tay lái và âm trong khung. Cọc yên bằng carbon của hãng Cotu. Sử dụng yên Physics, chiếc yên cao cấp, chiếc yên đắt tiền, thương hiệu của Italia. Sava X3 Plus sử dụng cặp vành bánh với vành bằng carbon của hãng Sava, cao 5cm. Lốp Continental Ultra Sport 700x25cm. Lan hoa tròn bằng thép. Sử dụng cặp đùn bi bậc đạn của hãng Novatec bằng hợp kim nhôm. Sử dụng full loop Shimano Ultera R8000, gồm tay đề số Shimano Ultera R8000. Phanh trước, phanh sau Shimano Ultera R8000. Gạt đĩa, gạt lip, lip Shimano Ultera R8000. Đuôi đĩa trục rỗng Shimano Ultera R8000. Cốt giữa sử dụng cốt FBB. Bộ chuyển động Shimano Ultera R8000 này hoạt động rất êm, rất mượt như anh chị thấy đây. Vâng, tiếng xe xè kêu đây anh chị nhé. Thiệt là trớn luôn, rất trớn và lướt. Phanh bóng rất ăn. Vâng, số vừa giới thiệu và bán tới anh chị Sava X3 Plus. Anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình 0983315936. Và toàn bộ thông tin của Sava X3 Plus này shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao Vichocom cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web, shop có chương trình mua trả góp rất linh hoạt dành cho anh chị, hoặc đến trực tiếp với shop xem xe mua xe. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vichocom.